Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu văn bản vào phủ chúa Trịnh, trích thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác. Đầu tiên, phần A, chúng ta tìm hiểu tiểu dẫn. Trong tiểu dẫn, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tác giả đầu tiên. Tác giả hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, có nghĩa là ông già lười ở đất Thượng Hồng. Ông sinh năm 1724, mất năm 1791. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một số chi tiết về cuộc đời ông. Cụ thể ta thấy ông là người quê ở phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương, nay là xã Hoàng Hữu Nam, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông sinh ra trong một gia đình đã mấy đời làm khoa bảng, tất cả đều học giỏi, đỗ đạt làm quan to trong triều. Và biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông của ông thì có nghĩa là ông già lười ở Hải Thượng. Nhưng ở đây chúng ta thấy tinh ý thì đó là hai chữ đầu tiên của tên tỉnh Hải Dương và tên phủ Thượng Hồng ghép lại. Mặc dù ông lấy biệt hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, Lãn Ông là ông già lười, nhưng ở đây lười là lười với công danh phú quý, nhưng thực chất lại rất chăm chỉ trong sự nghiệp chữa bệnh cứu người. Hồi nhỏ thì Lê Hữu Trác đã theo cha lưu học ở đất Kinh Kỳ, Thăng Long. Ngày còn đi học thì Lê Hữu Trác đã nổi tiếng là người rất hay chữ và thi đậu vào tam trường. Năm 19 tuổi, cha mất nên ông thôi học về nhà chịu tang. Ít lâu sau thì ông xung vào quân ngũ và theo nghiệp kiếm cung. Nhưng rồi nhận thấy đây là công việc không hợp với ý mình, nên chỉ sau vài năm, ông đã xin ra khỏi quân ngũ. Khi về Hương Sơn thì Lê Hữu Trác đã bị ốm nặng trong vòng 2-3 năm liền, chữa trị khắp nơi không khỏi. Và chính trận ốm này đã là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Lê Hữu Trác. Số là sau nhiều năm tìm thầy chữa bệnh không kết quả, Lê Hữu Trác đã nhờ cáng đến một nhà thầy thuốc ở miền Trú Thành, thuộc xã Trung Cần, huyện Thanh Chương. Ở đây thì người thầy, tức là ông Độc ấy, tên là Độc, thi đỗ cử nhân rồi nhưng ở nhà làm thuốc đã được nhân dân rất tín nhiệm và đã chữa cho Lê Hữu Trác khỏi bệnh. Cũng phải nói thêm rằng trong thời gian chữa bệnh tại đây, những lúc rỗi rãi, Lê Hữu Trác thường hay mượn bộ sách thuốc Phùng Thi Cẩm Nang của Trung Quốc để đọc. Phần lớn ông đều hiểu thấu. Thầy thuốc Trần Độc thấy lầm lạ và đã có ý muốn truyền lại nghề của mình cho ông. Lúc ông vào tuổi 30, tướng của chúa Trịnh lại cho ông người vời tới để ông tham gia lại quân ngũ. Nhưng Lê Hữu Trác cố ý xin từ và sau đó ông mới quyết chí học nghề thuốc. Sau đấy thì ông đã trở lại Hương Sơn làm một cái nhà nhỏ ở ven rừng, quyết chí thì học nghề thuốc. Ông tìm đọc tất cả các sách, đêm ngày miệt mài, tiếc từng giây từng phút. Và cũng từ đấy, Lê Hữu Trác đã lấy biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông. Vì nơi ở của Hải Thượng rất hẻo lánh, trên không có thầy giỏi để theo học, dưới cũng chẳng có bạn hiền giúp cho, nên phần nhiều ông phải tự học là chính. Và để việc học có kết quả hơn, Hải Thượng đã làm bạn với một thầy thuốc nữa. Họ cùng trao đổi những kinh nghiệm, kiến thức thu thập được trong khi đọc sách. Do kiến thức rộng, chẩn bệnh, kê đơn thận trọng, nên Hải Thượng Lãn Ông đã chữa cho rất nhiều trường hợp khó mà người ta chữa mãi không được. Tên tuổi Hải Thượng vì thế đã lan rất nhanh khắp vùng Thanh Nghệ Tĩnh ra tới tận kinh thành Thăng Long. Cũng trong thời kỳ này, cùng với việc chữa bệnh cứu người, Hải Thượng còn mở trường đào tạo thầy thuốc. Người quanh vùng và các nơi xa nghe thấy đều tìm tới học. Ngoài ra ông còn tổ chức hội y nhằm đoàn kết những người học xong ra làm nghề để có cơ sở cho họ liên lạc, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Vừa chữa bệnh vừa dạy học, Hải Thượng Lãn Ông lại còn vừa biên soạn sách. Vì ông nghĩ thấy sách vở chồng chất, chia môn xếp loại tản mạn vô cùng. Bộ sách Y Tông Tâm Lĩnh có nghĩa là những điều lĩnh hội được từ những người thầy thuốc trước, được Hải Thượng Lãn Ông công phu biên soạn trong gần 10 năm trời, và bắt đầu vào lúc ông đã 40 tuổi, hoàn thành khi ông tròn 50 tuổi. Nhưng từ đó cho đến một năm trước khi ông mất, tức nghĩa là khoảng 20 năm nữa, thì Hải Thượng còn viết bổ sung thêm một số tập nữa, ví dụ Y Hải Cầu Nguyên, Thượng Kinh Ký Sự, Vận Khí Bí Điển, vân vân. Bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 quyển,
28 tập, 66 quyển, bao gồm rất nhiều nội dung khác nhau về y học. Chính vì thế nên chúng có thể nói đây là một cái cuốn sách rất đặc sắc về y học. Điểm đặc sắc nổi đầu tiên mà chúng ta có thể nhận thấy từ bộ sách này, tức là Hải Thượng Lãn Ông đã tiếp thu có phê phán, chọn lọc những tinh hoa y học của nước ngoài, rồi vận dụng những kiến thức cơ bản ấy vào điều kiện cụ thể về khí hậu, về con người, cách suy nghĩ của con người Việt Nam, nhất là những lý luận cơ bản của nền y học Trung Quốc, cũng như những kinh nghiệm chữa bệnh của các thầy thuốc trước, của nhân dân lao động, kể cả của một số ít giáo sĩ phương Tây khi mới sang. Tiếp theo phần thứ hai, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu văn bản. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cảnh sống của Trương Trịnh đã được miêu tả thế nào ở trong đoạn trích này. Quang cảnh ở trong phủ chúa quả thật là rất đẹp. Chúng ta thấy khi vào phủ phải qua rất nhiều lần cửa với những dãy hành lang quanh co nối tiếp nhau. Ở mỗi cửa đều có vệ sĩ canh gác, ai muốn ra vào phải có thẻ. Mà ở đây chúng ta thấy là ở trong đấy thì nội cung của thế tử muốn đi qua cũng phải qua 5-6 lần chướng gấm. Ngoài ra thì điểm ấn tượng với tác giả còn là vườn hoa rất đẹp. Ở ngay trong phủ chúa cũng đã có một vườn hoa rộng, cây cối tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm, gió đưa thoang thoảng mùi hương. Một khung cảnh đẹp như ở bên ngoài vậy. Ngoài ra thì còn có điếm hậu mã quân túc trực để chúa sai phái đi truyền lệnh. Tiếp theo, khi mà tác giả bước vào bên trong phủ thì thấy những nhà đại đường, huyền bồng, các tía với kiệu son, võng điều, đồ nghi trượng sơn, sơn thon thép vàng và những đồ đạc nhân gian chưa từng thấy. Đồ dùng tiếp khách ăn uống toàn là mâm vàng, chén bạc. Còn ở trong phòng thế tử thì thắp nến, có xếp thấp vàng, ghế rồng sơn son thép vàng, trên ghế bày nệm gấm, màn là che ngang sân, xung quanh lấp lánh hương hoa ngào ngạt. Chúng ta thấy qua cách miêu tả của tác giả thì đây là một khung cảnh cực kỳ tráng lệ, lộng lẫy, không đâu sánh bằng. Đây là hình ảnh của một bộ phim nói về cảnh sống của chú Trịnh. Chúng ta có thể thấy là đây là miêu tả qua rất nhiều lần cửa, cây cối tùm, cột và bao lơn lượn vòng. Cột thì sơn son thép vàng, có lính đứng ở trong cửa canh gác rất là nghiêm ngặt. Đây là sập thép vàng, nệm gấm, màn là. Tiếp theo chúng ta cùng đi vào tìm hiểu cung cách sinh hoạt trong phủ chúa. Cung cách sinh hoạt trong phủ chúa cũng làm cho chúng ta thấy vô cùng bất ngờ. Ở đấy chúng ta thấy có rất nhiều vệ sĩ canh gác, và nó làm cho chúng ta thấy đây là một khung cảnh vô cùng nghiêm ngặt, không đâu có thể sánh bằng. Mọi người ở đây thì đều rất là lễ độ với chúa và thế tử. Những lời lẽ nhắc đến chúa Trịnh và thế tử đều phải hết sức cung kính lễ độ, như thánh thượng đang ngự ở đấy, chưa thể yết kiến, hầu mạch đông cung thế tử. Hay là gọi việc cho thế tử uống thuốc là hầu trà, nơi thế tử uống thuốc là phòng trà. Bên chúa thì luôn luôn có phi tần chầu trực xung quanh. Tác giả không được thấy mặt chúa mà chỉ được làm theo mệnh lệnh của chúa do quan chánh đường truyền đạt lại. Xem bệnh xong cũng không được phép trao đổi với chúa mà chỉ được viết tờ khải để quan chánh đường dâng lên chúa. Nội cung trang nghiêm đến nỗi tác giả phải nín thở đứng chờ xa, khúm núm đến nỗi khi mà đứng trước sập xem mạch thì còn thấy cảm thấy mình không tự nhiên. Đồng thời chúng ta thấy ở đây mọi vật dụng đều sơn son thiếp vàng. Tiếp theo, khi thế tử bị bệnh thì chúng ta thấy có đến 7-8 vị lương y bắt mạch liền. Lúc nào cũng có người phục dịch và lúc nào cũng có mấy người đứng hầu ở hai bên. Thế tử thì chỉ là một thằng bé 5-6 tuổi, nhưng khi vào xem bệnh, tác giả là một cụ già phải quỳ lạy 4 lạy, xem mạch xong lại lạy 4 lạy trước khi lui ra. Muốn xem thân thể của thế tử cũng phải có một viên quan nội thần đến xin phép mới được cởi áo cho thế tử. Đồng thời cung cách sinh hoạt trong phủ chúa còn được nhắc đến qua bài thơ mà tác giả đã sáng tác trong thời gian này. Trong đó thì lời thơ
càng minh chứng rõ thêm cho chúng ta thấy quyền uy nơi phủ chúa. Lính nghìn cửa, vác dòng nghiêm ngặt, cả trời Nam sang nhất là đây. Quả thật, đấy là một không gian mà từ đầu đến cuối đều toát lên cái sang, cái quyền uy. Đây là hình ảnh bên chúa luôn có phi tần chầu trực, hình ảnh của thế tử Trịnh Cán và những người hầu. Đây là cảnh hội chầu ở phủ chúa Trịnh. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nhân vật thế tử Trịnh Cán. Đây là nhân vật làm rõ thêm cho chúng ta thấy được lối sống trong phủ chúa. Thế tử Trịnh Cán đã được miêu tả rất rõ ở trong cả hình hài, trong cả không gian sống. Lối vào chỗ ở của vị chúa rất nhỏ, đi vào trong thì tối om. Nơi thế tử ngự vây quanh bao nhiêu là vật dụng, gấm vóc, lụa là, vàng ngọc. Người thì đông nhưng đều im lặng. Nó toát lên một không khí lạnh lẽo, thiếu sinh khí. Đặc biệt là hình hài vóc dáng của thế tử Cán. Thế tử Cán mặc áo đỏ ngồi trên sập vàng. Và dù là còn nhỏ nhưng biết khen người giữ phép tắc là ông này lạy khéo, chứng tỏ thế tử Trịnh Cán cũng là một người vô cùng dễ thương, vẫn là một cậu bé vô cùng dễ thương. Thế nhưng mà khi thế tử Trịnh Cán đứng dậy cởi áo thì tinh khí đã khô hết, mặt khô rốn lồi to, gân khí xanh, nguyên khí đều hao mòn, âm dương đều bị tổn hại, chứng tỏ đây là một cơ thể ốm yếu, hoàn toàn thiếu sinh khí, khác hẳn với cả hình ảnh bình thường của một cậu bé. Và lý do ở đây là gì? Tác giả cũng đã tổng kết trong quá trình tìm bệnh và kê đơn thuốc. Đó là vì ở trong chốn màn tre, ăn quá no, mặc quá ấm nên tạng phủ yếu đi. Hình ảnh của thế tử Trịnh Cán chính là biểu tượng cho cuộc sống tù túng, thiếu khí trời đang diễn ra ở trong phủ chúa Trịnh. Vậy từ đây chúng ta có thể rút ra một số nét chính. Cung cách sinh hoạt của phủ chúa Trịnh diễn ra với những lễ nghi, khuôn phép cho thấy sự quyền uy, lối sống hưởng thụ xa hoa và sự tù túng, thiếu khí trời tự do của nhà chúa. Từ đây chúng ta có thể đưa ra một số nhận xét về cách miêu tả của tác giả. Tác giả đã miêu tả bằng tài quan sát tỉ mỉ, ghi chép trung thực, tả cảnh sinh động giữa người với cảnh vật. Vậy tác giả đã bộc lộ thái độ gì trước quang cảnh ở phủ chúa? Đối với sự giàu sang của phủ chúa, tác giả đã bộc lộ những suy nghĩ qua một loạt các câu nói. Cả trời Nam sang nhất là đây. Rồi mâm vàng chén bạc, đồ ăn toàn của ngon vật lạ. Ở trong tối om không thấy có cửa ngõ gì cả. Vì trong màn tre ăn quá no, mặc quá ấm nên tạng phủ đã yếu đi. Rõ ràng qua toàn bộ những chi tiết ấy, chúng ta thấy tác giả mặc dù sững sờ trước sự quyến rũ của vật chất nhưng không đồng tình với cuộc sống quá no đủ, tiện nghi mà thiếu khí trời và tự do. Đồng thời, tác giả còn bộc lộ được những suy nghĩ khi khám bệnh cho thế tử. Ở đây, tác giả đã lý giải bệnh rất là đúng, khác hẳn với những người trước. Như vậy, chứng tỏ đây là một thầy thuốc rất có kinh nghiệm. Nhưng đồng thời, ông cũng nảy sinh ra những mâu thuẫn. Mâu thuẫn ấy là gì? Nếu mà ông chữa khỏi bệnh cho thế tử, tức là ông giữ được cái y đức, thì ông sẽ được tin dùng. Nhưng nếu được tin dùng thì ông sẽ bị công danh trói buộc. Còn nếu mà chữa cầm chừng, tức là trái y đức, thì ông sẽ sớm được về núi, giống với cả tâm nguyện của ông. Và đây là mâu thuẫn làm cho ông không biết cần phải xử lý thế nào. Thế nhưng cuối cùng thì ông đã tìm ra được một cái giải pháp, đó là chữa khỏi bệnh cho thế tử. Như vậy, lương tâm thầy thuốc đã chiến thắng. Như vậy,
Qua tất cả các chi tiết trên, chúng ta thấy ông toát lên cái tâm của một người thầy thuốc. Đó là một con người có những phẩm chất vô cùng cao quý, khinh thường lợi danh quyền úy, yêu thích tự do và nếp sống thanh đạm giản dị nơi quê nhà. Mặc dù tận mắt chứng kiến sự quyến rũ về vật chất giàu sang, cảnh sống của phủ chúa lộng lẫy, thế nhưng bà ông không cần, ông không mảy may xúc động. Ý muốn về núi của Hải Thượng Lãn Ông là một sự đối nghịch gay gắt với quan điểm sống của gia đình chúa Trịnh và bọn quan quyền dưới trướng. Không cần bình luận nhiều, những thứ sơn son thiếp vàng, võng điều áo đỏ, đèn đuốc, lấp lánh, hương hoa ngào ngạt, đặt bên cốt cách thanh đạm của ông già áo vải ở nơi quê mùa, tự nó đã phơi bày ra sự tương phản giữa trong và đục. Đồng thời ở đây, chúng ta thấy quyết định cuối cùng của tác giả cũng là một quyết định làm cho chúng ta thấy bất ngờ và thêm kính phục ông. Nương tâm phẩm chất trung thực của người thầy thuốc đã chiến thắng. Tác giả đã gạt sang một bên những sở thích cá nhân của mình để làm tròn trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc khi đưa ra quyết định là sẽ chữa khỏi bệnh cho thế tử. Khi đã quyết thì tác giả thẳng thắn đưa ra những kiến giải hợp lý, thuyết phục, có cách chữa bệnh và bảo vệ ý kiến của mình, mặc dù ý kiến đó trái ngược với đa số các thầy thuốc trong cung, làm cho quan chánh đường phải ngần ngại, tỏ ý kiến nói đi nói lại mấy lần. Vậy tóm lại chúng ta kết luận, ông, tức là Lý Hữu Trác, là một thầy thuốc giỏi, có kiến thức sâu rộng, có ý đức và là người không màng danh lợi. Chúng ta tiếp tục chuyển sang tìm hiểu phần thứ 3. Bút pháp ký sự của tác giả ở đây có điểm gì đặc sắc? Chúng ta thấy có lẽ điểm đặc sắc nhất ở trong bút pháp ký sự của tác giả là quan sát tỉ mỉ, ghi chép một cách trung thực, không có chút hư cấu. Và trong đó thì tác giả đã chọn được một số chi tiết tiêu biểu, một số điểm nhấn để làm rõ được khung cảnh ở trong phủ chúa Trịnh cũng như suy nghĩ của bản thân. Từ đây, chúng ta bước sang phần cuối cùng, ghi nhớ. Bút pháp ký sự của tác giả với những nét vẽ rất là tỉ mỉ, ghi chép trung thực, sinh động, lôi cuốn, tạo lên giá trị hiện thực sâu sắc cho tác phẩm. Còn về mặt nội dung, chúng ta thấy đoạn trích là bức tranh về cuộc sống xa hoa, quyền uy của chúa Trịnh, qua đó bộc lộ thái độ coi thường danh lợi của tác giả. Ngoài ra thì chúng ta thấy ở trong đây, qua một cái đoạn truyện ngắn thôi, đoạn ký ngắn thôi, nhưng mà tác giả cũng đã đưa cho chúng ta những suy nghĩ về việc chữa bệnh. Vậy thì ở đây chúng ta có thể tìm hiểu sâu thêm một chút nữa về vấn đề y thuật của Lý Hữu Trác, về những lời căn dặn của ông về một cách sống không bệnh tật. Chúng ta sẽ cùng về nhà sưu tầm thêm vào để buổi sau chúng ta sẽ làm rõ phần này nhé. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh